Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định cách chức ông Nguyễn Hữu Phúc, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Phú Trung do đánh học sinh chảy máu đầu, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của nhà giáo và vi phạm về nghĩa vụ của viên chức. Trước đó cách đây 2 tháng, một phụ huynh học sinh lớp 2 trường tiểu học Tân Phú Trung đã tố cáo ông Phúc đánh con mình chảy máu đầu trong giờ học toán. Theo tường trình của ông Nguyễn Hữu Phúc, sáng ngày 19 tháng 3, ông có lịch giảng dạy môn toán tại lớp 2/8. Đang giảng dạy, vì lớp quá ồn nên ông dùng song loan, nhạc cụ gõ tạo tiếng lớn, gõ lên bàn giáo viên yêu cầu giữ trật tự. Một học sinh nam vẫn không chịu chú ý nên ông tiến tới dùng song lang gõ lên bàn của em nhưng lại trúng vào đầu gây chảy máu. Sau khi sự việc xảy ra, ông Phúc đã cùng phụ huynh đưa học sinh đến bệnh viện thăm khám và theo phụ huynh về nhà xin lỗi. Hiệu trưởng thừa nhận hành động sai sót nhưng khẳng định không cố ý và xin được rút kinh nghiệm. Gia đình học sinh cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của thầy hiệu trưởng.